Có ai không? Có hai người đó không? Kỳ vậy ta, tự nhiên khóa máy, biết làm sao bây giờ? Mà giờ này đâu còn phòng nào làm việc đâu ta. Phương hả? Phải cô Phương không? Tôi bị nhốt ở trong này nè. Cứu với. Vậy tôi mở cửa ra đó nha. Cứu tôi. Nè, cô trong đó hả? Tôi vô được không? Tôi phá cửa đó nha. Phương, cô có sao không vậy? Cô yên tâm đi, tôi đưa cô đi bệnh viện. Tôi không sao hết. Cô tỉnh rồi. Cô tỉnh rồi. Giám đốc, anh kia. Nè nè, nằm nghỉ ngơi đi. Cô đang truyền dịch đó, không thấy hả? Sao tôi lại ở đây? Bác sĩ nói là cô bị cảm, ngấm nước lâu quá, cộng thêm cơ thể bị suy nhược nữa, cho nên mới bị ngất đi. Giờ ông sao rồi? Cứ yên tâm nghỉ dưỡng đi, sẽ hồi phục nhanh thôi. Giám đốc, cảm ơn anh nha. Cô bị ai làm vậy? Cô biết không? Tôi không biết. Cái gì cũng không biết là sao? Hỏi cô là cô không biết. Từ khi cô vào Hưng Thịnh làm tới bây giờ, biết bao nhiêu chuyện xảy ra xung quanh cô rồi, mà hỏi cô là cô không biết. Mà đến sao không trân trọng một nửa chân thành, sao lại để sai trái.